Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người lao động nghỉ việc, mất việc đã lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, ngày một gia tăng. Giải pháp này có thể giúp họ giải quyết những khó khăn trước mắt, nhưng người lao động chưa thấy được hết những thiệt hại khi tự mình rời khỏi hệ thống an sinh xã hội. Anh Định quê ở Kiên Giang, anh có thời gian 5 năm làm công nhân tại cảng Sài Gòn. Do đại dịch Covid-19, anh phải nghỉ việc không thời hạn. Không có thu nhập, anh Định đến cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần. Chị Uyên công tác trong ngành du lịch nhưng cũng vì dịch bệnh, chị phải ở nhà đến nay là gần 9 tháng. Chị đã đến bưu điện thành phố Thủ Đức đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Nếu mà em tìm được việc làm mới hoặc là gì đó có đóng bảo hiểm thì em cũng sẽ vẫn tiếp tục đóng. Chúng tôi tiếp nhận hồ sơ của người dân đến cũng khá nhiều. Có những thời điểm là tiếp nhận hồ sơ so với cùng kỳ của năm 2020. Theo chia sẻ của ông Trung, ngoài lý do dịch bệnh, cũng có một số ít người vì lợi ích trước mắt muốn có một khoản tiền để tiêu dùng ngay. Thậm chí có những người chỉ còn hơn chục năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn muốn rút bảo hiểm xã hội một lần. Cái người hưởng lương hưu thì có cái thẻ bảo hiểm y tế. Thì thực ra là khi hết tuổi lao động, khi về già thì cái sức khỏe của người lao động thì giảm sút rất là nhanh. Và các chi phí để cho việc điều trị khi bệnh tật tuổi già, cái chi phí nó rất là lớn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người lao động đừng vì lợi ích trước mắt mà bỏ đi tương lai của mình. Nếu khó khăn, người lao động có quyền bảo lưu và khi có việc làm, họ sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để đến tuổi được nhận lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp người lao động an tâm khi về già.